Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với bản tin Người Việt Nam Châu của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Khánh Long rất vui được đồng hành cùng quý vị và cập nhật những thông tin mới nhất về đời sống của cộng đồng trên khắp Nam Châu. Thưa quý vị, nghệ sĩ Trúc Tiên sinh ra tại Sài Gòn và sang Pháp định cư khi lên 10 tuổi, với mong muốn giới thiệu đến bạn bè Pháp âm nhạc truyền thống của Việt Nam cũng như duy trì bộ môn cổ nhạc này tại Pháp. Nghệ sĩ Trúc Tiên thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn đờn ca tài tử tại đây. Chúng tôi đã có buổi trao đổi với nghệ sĩ Trúc Tiên trong chương trình ngày hôm nay. Loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử vốn rất là nổi tiếng, nhưng mà với sự hiện đại hóa và toàn cầu hóa thì có vẻ như cũng ít nhiều là bị chen lấp bởi một số các loại âm nhạc hiện đại khác. Thì chị có suy nghĩ và chia sẻ gì về vấn đề này không ạ? Cái thể nhạc này đó, nó nằm trong tiềm thức của mọi người. Trúc Tiên qua bên này sớm, nhưng mà bố mẹ vẫn lâu lâu là ru con ngủ, thì Trúc Tiên cũng vậy, khi có con cũng ru con ngủ. Cho nên những cái điệu ru, những cái điệu lý, những cái điệu ru, những cái điệu mà cổ xưa của mình nó nằm tiềm thức của mọi em. Cho nên Trúc Tiên nghĩ là dù nó bị lấp bởi những cái thể nhạc khác, nhưng mà tới một lúc nào đó Trúc Tiên rất là mong các em trở về nguồn. Cá nhân chị thì chị đã và sẽ làm gì để bảo giữ cái đờn ca tài tử và nhất là trên cái nước Pháp này ạ? Trúc Tiên đã ra phát hành một cái CD, trong bản CD của Trúc Tiên tên Dạ. Trong CD có 10 bài, trong có 10 điệu trong 20 điệu đờn ca tài tử. Thì Trúc Tiên rất là mong mong ước được các bác, các anh chị hưởng ứng và nghe được những cái điệu này thương, và sẽ cùng với Trúc Tiên góp Trúc Tiên một tay để mà gìn giữ cái nhạc truyền thống của ông cha mình để lại, như là một gia tài rất là quý giá. Cái khó khăn của chị khi mà biểu diễn đờn ca tài tử tại Pháp? Cái khó khăn nhất của Trúc Tiên gặp phải đó là tìm người đàn, tại ở bên Pháp là rất là ít người đàn những cái điệu đờn ca tài tử này, cho nên là Trúc Tiên phải về mời các anh ở bên nhà sang Pháp để mà đàn hộ Trúc Tiên những cái bản này thì Trúc Tiên được hát. Các bác ở hải ngoại đó còn rất là xa với cái những cái bài bản của đàn ca tài tử. Cho nên là lúc mà Trúc Tiên làm thì Trúc Tiên rất là lo, tại không biết là có được hưởng ứng hay là không. Bây giờ thì được hưởng ứng rất là nhiệt liệt, cho nên là Trúc Tiên rất là mừng ạ. Thế dự án sắp tới của chị là gì ạ? Trong thời gian gần, Trúc Tiên sẽ làm một cái chương trình văn nghệ, trong đó có cổ nhạc và tân nhạc được sự hưởng ứng của các nhạc sĩ, ca sĩ Paris tới giúp Trúc Tiên làm chương trình đó. Nghĩa là có trong đó nó có nhạc nền và những cái bài bản mình sẽ in ra sách để cho các anh chị nào hay là các bác nào mà muốn tập hát hay là muốn nhớ lại những cái bài cổ bên đàn ca tài tử thì có thể học ở trên đó. Cảm ơn chị